Thưa quý vị, bàn về vấn đề có nên mua nhà vào lúc này hay không, nhiều chuyên gia kinh tế và bất động sản cho rằng đây không phải là thời điểm dành cho nhà đầu tư lướt sóng. Nhưng nếu thực sự có nhu cầu về nhà ở hoặc là đầu tư có tầm nhìn, thì đây lại là thời điểm thích hợp để người mua quyết định xuống tiền. Bởi chưa bao giờ mà các gói ưu đãi được các doanh nghiệp bất động sản tung ra nhiều và thoáng như hiện nay. Theo Savills Việt Nam, trong quý 2 2021, nguồn cung căn hộ sơ cấp tại thành phố Hồ Chí Minh giảm gần 25% so với quý 1 năm 2021 và 18% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, mặt bằng giá căn hộ vẫn tăng ít nhất 5% so với quý 1 do nhu cầu lớn và nguồn cung khan hiếm. Báo cáo của công ty chứng khoán KB Việt Nam cũng cho thấy lãi suất bình quân kỳ hạn 1 năm tại các ngân hàng thương mại ở mức 5,7% một năm, thấp hơn mặt bằng lãi suất bình quân kỳ hạn 1 năm giai đoạn 2017-2019 trước thời điểm có dịch Covid ở mức 7% một năm. Dự báo lãi suất tiền gửi tiếp tục duy trì ở mức thấp trong giai đoạn nửa cuối 2021 đầu 2022 sẽ thúc đẩy tâm lý nhà đầu tư rót tiền vào bất động sản. Ở góc độ người có nhu cầu ở thực thì hàng loạt các chương trình ưu đãi được các doanh nghiệp bất động sản tung ra nhằm hỗ trợ khách hàng đang mang đến cơ hội lớn để hiện thực hóa mục tiêu an cư lạc nghiệp. Đơn cử mới đây, tập đoàn bất động sản An Gia công bố chương trình ưu đãi chưa từng có, mua nhà được cashback áp dụng cho dự án căn hộ Westgate tại trung tâm hành chính Bình Chánh. Theo đó, khi khách hàng đăng ký sản phẩm thành công sẽ được hoàn 100 triệu đồng vào tài khoản. Bên cạnh đó, An Gia cũng mang đến chính sách thanh toán nhanh với chiết khấu hấp dẫn lên đến 6% và ưu đãi thêm tối đa 4% giá trị căn hộ đối với các khách hàng thân thiết. Với chính sách mới ban hành, người mua có thể nhanh chóng thu lợi khoảng 300 triệu đồng khi đăng ký thành công căn hộ Westgate 2 phòng ngủ có mức giá khoảng 2 tỷ đồng, đồng thời giúp nhà đầu tư dễ dàng huy động tài chính, điều chuyển dòng tiền, phục vụ các công việc kinh doanh khác có khả năng sinh lợi nhiều hơn. Để sở hữu, khách hàng chỉ cần thanh toán trước 15%, tương đương 300 triệu đồng, sau đó thanh toán theo tiến độ đến đủ 30% trước khi nhận nhà. Với phương án này, những gia đình trẻ có mức thu nhập từ 30 đến 35 triệu đồng một tháng, cùng khoản tích lũy cơ bản từ 300 triệu đồng, có thể dễ dàng sở hữu không gian sống hiện đại, tiện nghi tại khu phức hợp cao cấp Westgate. Tọa lạc tại trung tâm hành chính Bình Chánh, khu phức hợp cao cấp Westgate của tập đoàn bất động sản An Gia có quy mô 3,1 hectare, cung cấp ra thị trường gần 2.000 căn hộ. Dự án sở hữu 50 tiện ích hiện đại, bao gồm nhiều tiện ích lần đầu tiên xuất hiện trong phân khúc căn hộ tầm trung. Nổi bật như công viên nội khu rộng 1,9 hectare, hồ bơi Olympics gần 50 mét với 5 làn bơi, dòng sông lười tích hợp bồn tắm sụp Jacuzzi, sân thể thao đa năng, khu vực barbecue, khu cắm trại, đường chạy bộ nội khu dài 800 mét, v.v. góp phần nâng tầm trải nghiệm sống dành cho cư dân. Sau sự đón nhận của thị trường đối với ba tòa tháp Seine, Danube và Mekong, tập đoàn bất động sản An Gia sẽ tiếp tục ra mắt tháp Thames, cũng là mảnh ghép cuối cùng trong bốn tòa tháp được đặt tên theo các con sông nổi tiếng của dự án Westgate. Không chỉ riêng An Gia, thực tế từ đầu năm 2020 đến nay, nhiều chủ đầu tư lớn như Vinhomes, Novaland, Masteries đều đưa các chính sách ưu đãi rất tốt cho người mua nhà. Theo các chuyên gia, đây chính là thời điểm tốt để người mua bất động sản tham gia vào thị trường. Do đó, người mua nên tận dụng cơ hội để sở hữu bất động sản. Bởi một khi dịch bệnh được kiểm soát, các chính sách bán hàng hấp dẫn như trên sẽ khó được các chủ đầu tư áp dụng trong giai đoạn bình thường mới. Mặt khác, trong bối cảnh cung không đủ cầu, việc các chủ đầu tư doanh nghiệp bất động sản tích cực đưa ra các gói kích cầu lớn cho thấy uy tín và năng lực tài chính của doanh nghiệp, sẵn sàng chia sẻ lợi nhuận với khách hàng trong thời điểm khó khăn. Đây thực sự là cơ hội tốt và thời điểm đúng để các nhà đầu tư nắm bắt cơ hội đón đầu xu hướng bình thường mới khi giá nhà đất mỗi năm tăng trung bình 20% ở tất cả các phân khúc và tăng trên 100% ở các khu vực có yếu tố hạ tầng hỗ trợ.